Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mình có thể truy cập vào ổ cứng di động trên chiếc laptop của bạn Khang Editor và mình có thể gửi cho bạn ấy những cái file mà mình vừa quay xong, hoặc là bạn Khang vừa dựng xong một đoạn video, mình muốn lấy cái file đó ngay về chiếc điện thoại của mình thì mình cũng chỉ cần vào trong ổ cứng đó và lấy nó ra một cách rất đơn giản từ xa, mà không nhất thiết là bạn Khang phải up cái video đó lên Driver, lên OnDrive, mà mình có thể truy cập trực tiếp. Tất cả đó chính là nhờ vào chiếc ổ cứng di động có tên BeRide. Vậy thì cái ổ cứng di động này nó có những gì hay ho, và làm thế nào để chúng ta có thể thao tác lấy file và gửi file một cách đơn giản, nhanh chóng như vậy, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau khoảng 1 tháng mình sử dụng BeRide. Đầu tiên, hãy nói một chút về thương hiệu đã tạo nên BeRide. Đó chính là tập đoàn Synology, một tập đoàn rất nổi tiếng về những cái món phụ kiện dành cho máy tính ở trên toàn thế giới. Mặc dù có bộ nhớ trong lên tới 4TB, nhưng các bạn có thể thấy rằng là thiết kế của BeRide thì phải gọi là cực kỳ nhỏ các bạn ạ. Nhỏ nhỏ một cách khủng khiếp luôn. Ví dụ như bây giờ mình có một chiếc điện thoại ở đây và nó lọt thỏm trong chiếc điện thoại của mình luôn. Nó quá là bé. Do đó thì việc mà chúng ta mang nó theo bất kể đến nơi đâu cũng rất là dễ dàng. Và toàn bộ kết nối của BeRide sẽ thông qua cái cổng USB Type-C ở đây. Và bên trong hộp á, thì bên nhà Synology có tặng cho chúng ta hai món rất là quan trọng. Thứ nhất là một sợi dây cáp C2C, và thứ hai đó chính là một cái dắt có đầu C và có đầu USB-A luôn. Cho nên là với những bạn nào mà các bạn muốn nối dài cái dây C2C giống như mình này, thì bây giờ mình đang cần phải nối dài thêm một cái dây 1,5m cho nó tiện, thì có thể sử dụng cái đầu chuyển này cực kỳ là linh hoạt, đặc biệt là khi chúng ta kết nối với những cái mẫu PC đời cũ hoặc là những chiếc laptop đời cũ mà không có sẵn cổng USB Type-C các bạn ạ. Một số bạn sẽ đặt ra một cái thắc mắc là ủa, tại sao lại phải là 4TB mà không phải là một cái bộ nhớ trong đâu đó khoảng 512 hay là 1T đúng không? Là bởi vì hiện tại rất là nhiều ngành nghề có nhu cầu lưu trữ cực kỳ là lớn. Ví dụ như là cái ngành mà content creator như bọn mình á, thì chỉ trong khoảng tầm là 1 tháng team mình sử dụng BeRide thôi thì đã đốt đâu đó khoảng 1,5TB bộ nhớ rồi. Bởi vì bây giờ chúng cần những cái nội dung có chất lượng video tốt hơn, mà muốn tốt hơn thì phải quay 4K. Mà các bạn cũng biết mà, quay 4K là nó đốt pin cực kỳ là nhiều, và đặc biệt hơn nữa là đốt bộ nhớ trong rất là khủng khiếp. Do đó thì 4TB thôi mình thấy rằng là vẫn chưa đủ đâu. Mình nghĩ rằng là sắp tới thì team mình sẽ phải mua thêm vài cái ổ cứng mini như thế này nữa thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của team mình. Quay trở lại với câu chuyện là tính năng thông minh nào đang được tích hợp ở trên BeRide, ngoài cái việc nó có bộ nhớ trong lên tới 4TB, thì đối với rất là nhiều ngành nghề, ví dụ như là content creator của mình hay là các bạn là một nhà quản lý, thì thông thường chúng ta sẽ có sẵn một bạn editor, rồi là có rất là nhiều nhân viên ở phía dưới đúng không? Và mỗi lần mà nhân viên làm xong thì làm gì? Đó là phải úp nó lên một cái đám mây nào đó và chúng ta sẽ cần phải tải về. Thực sự là nó hơi bất tiện một chút xíu các bạn ạ. Nhưng mà kể từ thời điểm mà mình đưa cái BeRide này dành cho bạn Khang Editor, thì bạn ấy không cần phải úp những cái video final hoặc là úp những cái video demo lên trên đám mây nữa, ví dụ như là Driver nữa, mà mình có thể truy cập trực tiếp vào trong cái ổ cứng này để lấy dữ liệu ra bất kể nơi nào. Ví dụ như là khi mà mình đang ở nước ngoài, hoặc là bây giờ bạn Khang Editor bạn ấy đang ở Vũng Tàu chẳng hạn đi, mình có thể truy cập vào cái ổ cứng BeRide khi mà máy tính của bạn ấy đang mở, đang có kết nối internet, thì mình ở nhà mình chỉ cần là ok truy cập vào đó thôi, và sau đó mình sẽ tải toàn bộ file về, vậy là xong. Nó rất là đơn giản, và đây là cái tính năng được gọi là BeRide. Và không chỉ có cái việc là mình có thể là tải những cái video, những cái file ở trong cái ổ cứng này ra đâu, hoặc là khi mà mình đi sự kiện nào đó mình đã quay sẵn ở trên điện thoại rồi thì mình sẽ cần phải làm gì? Mình sẽ cần gửi video về nhà cho bạn Khang edit đúng không? Nhưng bây giờ thì mình không cần phải mất thời gian là mình tải lên trên Drive nữa, và bạn Khang cũng không cần mất thời gian là phải kéo cái file đó từ Driver về với chiếc máy tính của bạn Khang. Thay vào đấy, mình chỉ cần làm duy nhất một việc mà thôi, đó chính là copy toàn bộ những file đã quay và ném nó vào trong BeRide thông qua cái ứng dụng là BeRide ở trên điện thoại này. Rất là tiện luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ bớt đi cực kỳ là nhiều thao tác, mà ở một cái ngành mà có tính cạnh tranh cao như thế này
thì chỉ cần lên sớm một chút xíu thôi là nội dung đã được đi đề xuất trước rồi, đã ăn được thêm một chút view rồi, và ăn được thêm chút view gì? Lại có thêm tí tiền. À, chứ còn bây giờ mà mất thời gian up lên rồi là tải xuống khổ lắm các bạn ạ, không đơn giản như vậy đâu. Từ thời điểm mà bọn mình sử dụng BeBrite á, nó tiện hơn rất là nhiều so với là trước đây. Ngoài ra thì còn một cái tính năng nữa ở trên BeBrite mà mình cũng thấy cực kỳ là thích, đó chính là khi mà các bạn cắm cái BeBrite này vào trong PC hoặc là vào trong máy tính, các bạn bật cái tính năng đồng bộ lên, thì cứ mỗi lần mà các bạn cắm vào, nếu mà ở trên máy tính của các bạn có những cái dữ liệu mới thì ngay lập tức BeBrite sẽ tự động copy những cái file mới đó vào trong cái ổ cứng của chúng ta luôn, chứ không cần phải là chúng ta sử dụng thủ công như trước đây nữa. Mình thực sự mình thấy rằng đây là những cái tính năng mà bên nhà Synology họ đã suy nghĩ rất kỹ và họ đã nghiên cứu cực kỳ kỹ cái nhu cầu của người dùng. Bởi vì rất nhiều lần bọn mình có một cái trục trặc, đó chính là ok, để sẵn file ở trên PC rồi, để sẵn file ở trên laptop rồi, nhưng mà quên copy. Đó, và đến một cái nơi nào đó, đến một cái sự kiện nào đó cần sử dụng file hoặc là cần làm ở trên một cái máy tính khác á, thì không tài nào làm được. Bởi vì đơn giản là lúc đó làm gì có cái gì ở trong cái ổ cứng này đâu mà dùng đâu các bạn. Nhưng mà từ thời điểm mà có BeBrite á, thì cái việc này nó đã đỡ lo hơn rất nhiều. Đặc biệt là với những bạn nào mà có cái tính não cá vàng giống như là team mình á, thường xuyên quên copy paste, thì đây là một tính năng mà mình thấy rằng là BeBrite đã làm cực kỳ là tốt. Mặt khác thì tốc độ truy xuất dữ liệu của ổ cứng BeBrite cũng rất là tốt nha. Bọn mình ngoài cái việc là lưu trữ thì bạn Khang Ether hoàn toàn có thể là dựng video trực tiếp trên cái ổ cứng này. Nếu để so sánh với cái ổ cứng được gắn sẵn ở trong chiếc PC có tuổi đời đâu đó khoảng 5 năm tuổi của bọn mình, thì cái tốc độ truy xuất của cái ổ cứng này nó tốt hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể thấy trực tiếp cái hình ảnh tốc độ đọc và ghi của cái ổ cứng BeBrite đang hiện thị trực tiếp trên màn hình. Không phải là có một cái tốc độ gì đó quá là khủng khiếp, nhưng mà như thế này là đã đủ nhu cầu để bọn mình có thể là dựng edit video 4K ngay trên cái ổ cứng mà không cần phải mua thêm một cái ổ cứng khác và dựng trực tiếp ở trên đó nữa. Mọi thứ thì BeBrite đã làm quá là xuất sắc. Với cá nhân mình thì BeBrite đã mang đến rất là nhiều những sự thay đổi dành cho team bọn mình. Thứ nhất là bọn mình bớt cái vấn đề là quên dữ liệu đi, bởi vì cứ mỗi lần cắm vào cái máy tính mà đã được thiết lập sẵn á thì nó sẽ tự động đồng bộ này. Và thứ hai nữa là mỗi lần mà bọn mình làm xong một cái video nào đó thì bọn mình sẽ không cần phải là mất thời gian up lên driver rồi là tải về, hoặc là mình đi sự kiện mình quay video đó rồi mình cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để up nó lên, mà mình có thể là gửi trực tiếp về cho máy tính của bạn Khang một cách rất là đơn giản. Mình nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm cực kỳ là tiện ích, mà với những bạn nào mà có nhu cầu lưu trữ lớn cần một cái ổ cứng thông minh thì đây sẽ là lựa chọn hàng đầu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.